Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 23 tháng 10. Trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Thì tôi khỏi giới thiệu nữa, thì mỗi hai tháng có khóa tu đây thì tôi có xuống đối thoại hai lần. Thì có một số đã biết mặt tôi và đã nghe qua bài giảng, thì chúng ta đi thẳng vào bài giảng thôi. Thì Phật tử biết thời này là thời mặt Pháp, tôi khỏi nói nữa, thì chúng ta thấy cuộc sống càng ngày còn xuống dốc, vật chất thì lên ngút đầu, mà tinh thần thì xuống xa đọa một cách đáng sợ, đáng lo lắng. Chúng ta thấy cuộc đời thì quý vị chắc rành hơn tôi, thì tôi ở trong cái tháp nhà, tôi ít tiếp xúc với bên ngoài, thì tôi ít có biết, nhưng mà nghe qua cái báo Văn Hóa Phật Giáo đó, tôi thì có coi báo đó, thì có những cái tin rất là ghê rợn, tin giết người đó, vô đạo đức. Thì chúng ta biết cuộc đời bây giờ nó khó khăn, mà chẳng những khó khăn như vậy mà ngoại đạo nổi lên rất nhiều. Ngoại đạo đây không phải là xấu, là ngoài con đường giải thoát. Thì chúng ta thấy đạo Phật hồi thời Thái tử Siddhartha đã có 62 tôn giáo ngoại đạo rồi, tức là đưa lên các cõi trời thôi. Mà cõi trời thì hướng hết phước thì phải luân hồi sinh tử nữa. Thành ra Thái tử Siddhartha sau khi qua học tất cả các tôn giáo, thì trong đó có hai ông thầy hay nhất, đó là A-la-la và Đức Lầu Tam Phất. Mà ông dạy vô sử xứ thì nó giống hệt như A-la-hán, và ông dạy phi phi tưởng xứ thì giống hệt như Như Lai. Thì hai ông này cao ngạo, tự cao. Thì Thái tử tưởng thiệt sau khi đi học xong, mày thấy cái chỗ hớ, tức là cái chỗ nhái, dỗm, ngài mới giảng cho ông thầy nghe. Cuối cùng hai người ta phục. Nhưng mà hỏi ngài con đường tu của A-la-hán và Như Lai thế nào, ngài cũng không biết, mà chỉ thấy cái chỗ sai lầm thôi. Rồi nói giờ ngài đi tìm hết Ấn Độ, cũng không có ai hơn tụi tôi hết á. Thì Thái tử nói đúng, tôi đã đi tất cả tôn giáo, 62 tôn giáo tôi đều có tu học hết. Thì không có tôn giáo nào đúng đắn hết, nghĩa là đưa ngoại đạo là đưa tới con đường người trời thôi. Chỉ có đạo Phật mới đưa tới giải thoát. Mà người trời đã giải thoát khác nhau như thế nào thì chúng ta thấy thời buổi này quý vị còn không phân biệt được. Cả tới những người xuất gia, những tỳ kheo hòa thượng cũng nhận không được. Tức là tư tưởng và bát nhã, giữa nhất niệm và vô niệm, thì có đó khó khăn vô cùng. Nhất niệm thì dễ thôi, nhất niệm là tu từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và qua tứ không, tức là thăng qua tư tưởng lên, từ địa ngục lên ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi lên tới cõi trời người, cõi trời dục giới, rồi trời sắc giới, rồi trời vô sắc, rồi qua tới vô sắc là phi phi tưởng, là cao nhất, tương tự Như Lai. Thì ngài thấy sai hết á. Ngài cuối cùng ngài nói bây giờ mình phải đi tìm mình, ta trở về với ta thôi. Thì ngài mới xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Đạo có khi ở tại lòng ta, tức là tại cái xác thân không đầy hai thước này, thì cái quả Như Lai A-la-hán nằm trong đó. Ngoại đạo nó bỏ xác thân này, nó đi kiếm ở ngoài đời á. Nhất là thế giới bây giờ thần thông rất là nhiều, cũng như vô Thượng Hải, vô Trí Hải, vô Thượng Sư gì đó, rồi bây giờ tới ông Lương Minh Đáng gì đó, Hà Quang thì cũng rơi rớt hết rồi. Bây giờ tới cái vụ ở Châu Đốc nữa. Thì bây giờ ngoại đạo nó thuyết pháp một cái là 4-5 ngàn người nghe, mà không tưởng thuyết pháp không, mà cái hấp dẫn nhất đó là có thần thông, có hào quang. Mà quý vị tưởng hào quang là đạo quả, đạo quả không phải hào quả đâu. Mà quý vị tưởng đâu xá lợi là mấy người đắc quả, cũng chưa hẳn đâu. Xá lợi nó có nhiều thứ xá lợi. Xá lợi của người trời khác, của ngoại đạo khác, của Phật khác, khác nhau về cái hột lớn nhỏ, cái màu. Thường thường ít có ai màu vàng mới là của Phật.
Thành ra bây giờ nó vàng thao lẫn lộn, chúng ta không biết làm sao. Và tôi phải đi nói cho người ta biết. Bây giờ nó nói Sài Gòn, ở Bến Tre, ở nhất là Châu Đốc đang rần rộ, là năm tới năm 2012, 21 tháng 12 đó là tận thế. Bây giờ chúng ta cứ sợ vô trong tịnh xá, tôi thọ giới cái đóng. Rồi hỏi giờ con thọ giới con khỏi chết ông sư? Tôi nói bây giờ khỏi chết rồi, giờ ta chết hết thì mấy cô sống với ai? Rồi thí dụ đi là không tận thế rồi mấy cô chết không? Cũng phải chết. Rồi tận thế thì cũng chết. Cái chết sống không thành vấn đề đối với đạo Phật. Mà chúng ta rất sợ cái chết. Ôi ùn ùn năm 2000 có gì do thế giới cải đóng. Rồi 2000 rồi đâu có tận thế. Mà 2000 sở dĩ không tận thế là tại sao quý vị biết không? Đúng là 2000 tận thế đó. Mà tận thế hay không là do quý vị, do mỗi cá nhân của chúng ta, chứ không phải do cái hoàn cảnh bên ngoài. Bảo đảm quý vị, bây giờ thế giới quả địa cầu này 6 tỷ mà chịu tu hết ăn chay thọ giới, bảo đảm là không có vấn đề tận thế. Có tôi chịu xuống địa ngục. Còn bây giờ muốn cho cái tận thế sớm hơn ngày 21 tháng 12 nữa thì cứ làm ác đi. Quý vị phải nhớ là cái nhân quả là do con người tạo ra, mà chuyển nhân quả chuyển nghiệp cũng do chính con người. Tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức, thì quả địa cầu này tiêu diệt hay không là do quý vị. Bây giờ chúng ta thấy khí hậu nóng, biết bao nhiêu người chết là do ai? Cũng do con người. Mình tạo ra rồi mình hưởng lấy rồi mình lên trời. Tụi quý vị ngồi với tôi ở đây, có hay không? Thật hay không? Nếu quý vị nói có thật là sai, còn nếu không có không thật là trật. Mình phải hiểu đạo Phật cái chỗ đó. Thành ra không thể kết luận gì. Như vậy thì hỏi gì chứ? Cái Châu Đốc mà 21 tháng 12 có không sư? Tôi nói nếu có là sai, mà không có là trật. Nó nằm ở trong tay quý vị á, mà trong tay của cái cộng nghiệp à, chứ không phải có biệt nghiệp. Quý vị muốn cải sửa thì quý vị có địch lực hay mạnh cải sửa cả cái cộng nghiệp, quý vị làm nổi không? Còn nếu cộng nghiệp chịu cải sửa thì không bao giờ có tai nạn gì hết. Tất cả tai nạn đều do con người. Tam giới duy tâm mà vạn pháp duy thức, do cái thức biến của quý vị thôi. Chứ không có mà tai nạn mà nói động đất rồi sóng thần rồi kia. Cái vụ đó không có. Nhưng mà nó không có là trật. Mà nếu nó có là sai. Sóng thần là do ai? Cũng do quý vị. Bão tố, lũ lụt là do ai? Cũng do quý vị. Thành ra mỗi vị thánh nhân người ta thoát khỏi cái đó hết. Người ta không có dính mắc vào đó. Thì đó là đạo Phật. Mà làm sao không dính mắc? Chúng ta nói dùng chữ dính mắc tức là ghiền đó, nghiện ngập. Trong cuộc sống này quý vị có không ghiền không? Ghiền đủ thứ. Kêu là thích đủ thứ. Thích không thích cà phê, thích trà, thích rượu, thích đàn bà, rồi lại là thích cờ bạc. Dính mắc cái gì thì chúng ta luân hồi vào cảnh giới đó. Quý vị nhớ mấy người cờ bạc đó, quý vị đến nhà kiếm có đi đâu? Họ vô sòng bài. Tại vì họ ghiền cái sòng bài họ đi vào đó. Còn những người nhậu mà đến nhà không có đi vô đâu? Họ vô quán nhậu. Như vậy quý vị chết rồi, quý vị cờ bạc quý vị sinh đâu? Thì sánh vô nhà cơ bác. Đồng thinh thì tương ứng, đồng khí tương cầu. Tôi là nhờ duy thức làm ra tôi không có sợ. Cái gì nói ra sấm giảng này kia, tôi nói cái đó không, tôi không có bác. Và tôi không có chấp nhận. Thành ra tôi hỏi vị sư gì có địa đàng không? Có địa ngục không? Tôi nói nếu có địa tạng địa ngục là sai, mà nó không có địa tạng địa ngục là trật. Hiểu đạo Phật mà phải hiểu chỗ đó. Địa tạng địa ngục là do mình. Nếu mà tôi không làm ác thì hiện tại tôi có địa ngục không? Mà nếu bây giờ tôi không làm ác thì làm sao chết tôi xuống địa ngục được? Địa ngục là ai tạo quý vị biết không? Chính quý vị tạo ra. Nếu quý vị là cõi trời, quý vị tu giữ giới vậy mà quý vị xuống địa ngục, tôi xin xuống địa ngục trước. Còn quý vị làm ác nhậu nhẹt cờ bạc giết người đi thì địa ngục ngay bây giờ. Công an nó nhốt quý vị đó là địa ngục ở trần gian.
Rồi chết rồi theo cái nghiệp quý vị nhớ lại cái ác của mình đó thì nó hành hình quý vị. Ở ngoài bên khoa học thì kêu là lương tâm cánh. Thì quý vị tạo ra cái cảnh địa ngục quý vị chui vào đó. Quý vị phải hiểu duy thức cho rành để rồi quý vị tu cho chính đáng. Đừng sợ ai hết. Ông Phật bây giờ cũng không đáng sợ nữa. Mà sợ ai quý vị biết không? Sợ ai? Sợ ai? Sợ mình thôi. Địa ngục là đây, niết bàn cũng là đây, mà thiên đường cũng là đây. Tôi nói sai là tôi xuống địa ngục. Thành đó quý vị nắm ở trong tay cái đạo quả của mình, mà cứ chạy đông chạy tây, chạy bên ngoài tìm kiếm, mà chính mình không tìm kiếm. Cứ lại Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, cầu A Di Đà tiếp dẫn mình về khỏi Phật. Tôi nói gì không phải là tôi bác tịnh độ, nhưng mà tôi chuyển dương tịnh độ cho rõ ràng. Vậy là pháp môn tịnh độ Phật A Di Đà Quan Thế Âm có không? Thì cũng vậy, có là sai, không có là trật. Bởi vì tại sao có người cầu giảng sanh lợi giảng sanh, mà có người cầu giảng sanh không giảng sanh? Quý vị biết tại sao không? Giảng sanh nó không là do mình chứ đâu phải do A Di Đà. Nếu quý vị tha thiết cầu Phật A Di Đà 90% thì A Di Đà phải tiếp dẫn thôi, không bao giờ bỏ được. Còn quý vị cầu bằng cái miệng mà cái tâm quý vị nghĩ nhà cửa mà A Di Đà tiếp dẫn, tôi chịu thua. Thành đã nắm cái chỗ đó là chúng ta mới là sáng tỏ pháp môn tịnh độ. Thành đó có người không hỏi, cứ hỏi tôi hoài: bạch sư vậy chứ niệm Phật cần lần chuỗi không sư? Có người nói hỏi lần chuỗi đó thì mới dễ giảng sanh, không lần chuỗi không giảng sanh. Một ngày con lần mấy chục sâu chuỗi giảng sanh không sư? Tôi nói nữa 1000 lần cũng không giảng sanh nữa, mà niệm 50 lần cũng giảng sanh nữa. Niệm Phật là niệm gì mấy ông bà biết không? Niệm cái gì? Lấy cái gì niệm Phật? Cứ nói lấy cái miệng niệm Phật không? Tôi vậy mà tôi khổ tâm, tôi phải vô cái vùng sâu vùng xa. Mấy ông già bà cả, tôi hỏi bây giờ không có miệng bà niệm được không? Không có miệng làm sao niệm Phật chứ? Họ cứ nghĩ như vậy thôi, mà nghĩ như vậy là chết. Niệm thía lia khích khình khinh, mà nếu cái tâm nghĩ tùm lum thì giảng sanh không? Đâu có giảng sanh. Thành đâu có gì, từ cái lầm này cái lầm khác là ra tôi phải cực khổ. Tôi bệnh dữ lắm á, nhưng mà tôi cũng ráng đến để thầy nói bữa nay đông lắm, mà mấy người rất là tha thiết và pháp môn tịnh độ. Rồi bây giờ đang ở Sài Gòn, Bến Tre gì đó thuyết pháp tới 4-5 ngàn người nghe, mà người thuyết pháp có hào quang nữa. Tôi nói chết. Cái điều này là tịnh độ văn hết. Hào quang ăn thua gì? Bây giờ Phật có hào quang thì chắc nhiên. Hào quang của Phật có quan trọng không? Ăn thua gì? Hào quang của ai mới quan trọng? Hào quang của mình. Phải vậy không? Thành ra tôi mà cái vụ xá lợi thì tôi rất là, không phải nó không có mà không phải chấp nhận. Tôi đi mấy cái chùa đó nơi sư vô lễ, con đem xá lợi của Phật Ấn Độ gửi cho con. Tôi nói tôi không cần coi, xá lợi đó đâu có quan trọng. Nói sư mà pháp sư nói gì kỳ vậy? Xá lợi của Phật mà không quan trọng gì, có ai mới quan trọng? Tôi nói thầy hòa thượng biết có ai quan trọng không? Có hòa thượng mới quan trọng đó. Quan trọng đối với hòa thượng thôi nha, còn của con là quan trọng đối với con. Cái gì phải biết chỗ đó. Bây giờ lại xá lợi của Phật 100 ngàn lại đội tới xói cái đầu, giảng sanh không? Giảng sanh. Lại cái tâm của mình, mà cái tâm là cái gì mới được chứ? À, nó về đó là những người có. Thì quý vị phải gặp tôi ít nhất 70-80 lần rồi mới hiểu được cái chân tâm. Nói vậy cái chân tâm không phải dễ hiểu đâu. Tôi 40 mấy năm trời bây giờ tôi mới tạm hiểu nó. Tôi nói tạm thôi đó. Rồi tôi như vậy đó gọi là chánh tín đấy. Có cái niềm tin vững chắc về con người mình. Tất cả chuyện luân hồi sinh tử đều là nơi đây. Mà thấy được cái chân tâm, mà chân tâm là gì? Quý vị thấy là cả vấn đề mà khi tôi giảng rồi quý vị có thể nghe tôi 50 lần mới sự hiểu được. Còn quý vị thực hành đó là 10 kiếp bây giờ cũng chưa có sống được cái chân tâm. Tôi bây giờ đó là tôi cũng chưa sống được chân tâm, nhưng mà tôi biết nó là mấy chục năm nay rồi, mà không thể sống được với nó. Tại sao quý vị biết không?
tại sao mà mình khó sống với chân tâm. Mình khổ là do cái gì quý vị biết không? Khổ là do tập. Mà tập đó thì giải thích tập là cái gì quý vị biết không? Tập là nghiện ngập, là ghiền, là dính mắc. Mà trong cuộc sống này quý vị có dính mắc không? Dính mắc đủ thứ. Mà tước hết cái dính mắc quý vị thì quý vị lại sợ. Sợ cái không dính mắc là cái chân không. Cái không của Bát Nhã, của Đạo Phật rất là khó sợ. Ngoài Tây Phương nó rất là sợ cái không đó. Nó tưởng không đó là hư không. Không là không ngơ. Không là ngoan không. Không là không có gì hết. Rồi không có gì hết rồi làm sao sắc thân này cũng không có luôn. Mà chính khi nào trở về cái không đó thì nó tràn lan ở vô lượng. Chính cái không này sanh ra tất cả chúng sanh vạn pháp và các môn. Bây giờ làm sao nhận nó? Đặt cái chữ làm sao là kẹt nữa. Nó đạo Phật nó có cho nó. Làm sao lại quý vị tìm pháp môn? Mà cái gì không có mục đích làm sao có pháp môn? Mà đạo Phật tu là để làm cái gì? Tu là để không làm gì hết mới tu. Còn làm là không phải đạo Phật. Thành ra quý vị thấy nó vô lý. Cái Bát Nhã nó làm cái rất là vô lý. Mà chính cái vô lý là cái hữu lý nhất. Vì tưởng hôm nay chắc tôi cùng hay không? Thôi giỡn lui. Nhưng mà cái đạo Phật là như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nó khó vậy, thành ra ngoại đạo nổi lên nhiều. Tôi sợ quý vị bị lầm. Biết bao nhiêu người ở Trà Vinh giọt lên Sài Gòn đó, nghe ông gì đó thuyết pháp đó, cũng mặc y như tôi mà nó có hậu quả. 4-5 ngàn người nghe. Mà sao chánh quyền bây giờ cũng dễ á, không ổn. Người ta nói đó là chánh pháp. Bây giờ tôi ngồi để thuyết pháp tôi bay lên được rồi, quý vị nói tôi đắc quá. Thấy không? Hay là tôi đi vào trong nước, trong lửa, quý vị nói tôi đắc quá. Đắc có mốc gì đâu. Chứ nói vậy là Đức Phật không có thần thông hả sư? Tôi không nói Đức Phật có thần thông, mà tôi không nói Đức Phật không có thần thông. Mà thần thông của đạo Phật thì nó khác với thần thông của ngoại đạo. Thần thông của ngoại đạo là thần thông của tư tưởng. Thần thông của Đức Phật là thần thông của trí tuệ. Như vậy trong trí tuệ có tư tưởng không? Trong tư tưởng có trí tuệ không? Đó là những cái vấn đề quý vị phải tìm hiểu nhức đầu. Anh ra nghe pháp tôi đòi hỏi quý vị phải hạ thủ công phu. Anh ra tất cả Phật tử rất sợ trả bài để có thuộc lòng. Rồi về phải bắt kiết già lên ngồi ít nhất 2 tiếng. Thì nhân nào quý vị ngồi được 7-8 tiếng một vài tuần rồi quý vị có thể hiểu đạo Phật. Rồi bây giờ mới qua Bát Nhã, qua trí tuệ được. Cái Bát Nhã không phải nói bằng miệng. Tôi ở đó là tôi không có tin tịnh độ, bị nó vô lý lắm. Chút nữa tôi đưa ra mấy câu hỏi, quý vị thấy là người ta đặt vấn đề tịnh độ sai rất nhiều. Mà nếu đặt vậy thì quý vị không trả lời được. Nếu đứng về trên phương diện mà hiện tượng, tư tưởng đó, thì không thể trả lời được. Cái pháp môn tịnh độ không phải dùng tư tưởng mà tìm hiểu được. Nó thuộc về vấn đề phi tư tưởng. Nó, trí tuệ là không phải tư tưởng. Mà trong trí tuệ thì có bao hùm gồm tư tưởng. Mà trong tư tưởng thì chưa dối đến trí tuệ. Nói vậy không có gì không biết sao. Thành ra bữa nay tôi tạm giới thiệu thôi. Rồi khi nào gặp nhau nhiều lần nữa chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái. Thành ra có mấy cái đĩa trên mạng nó điện thoại về tôi. Nó hỏi sao mà sư giảng sư bỏ lơ bỏ lửng nhiều quá, làm cho tụi con hụt hẫng. Tôi nói chính là tôi muốn tạo cái hụt hẫng đấy. Quý vị ăn cơm mà ăn no một cái bụng rồi nó không bao giờ ngon. Đưa quý vị nửa bụng thì nó ngon. Ăn ít thì no dai. Ăn nhiều thì nó tức bụng. Thì phần nửa đó để cho quý vị tự suy nghĩ lấy. Mấy sư đưa ra 7 câu hỏi tịnh độ, ngày xưa không có giải thích, mới có 3-4 câu à. Mà 10 mấy năm nay rồi xưa có lập tới lập lui, nếu mà làm sao hiểu nổi. Câu thứ 3 là nó bắt đầu khó rồi. Có 4, số 5, số 6, số 7 còn khó nữa. Mà quý vị không chuẩn bị gì hết. Nếu muốn nghe thì quý vị phải trả bài cho tôi. Cũng như học lớp 1 rồi trả bài xong rồi tôi mới đưa lớp 2. Còn bây giờ tôi dạy dột mà quý vị mới ở lớp 2 mà tôi đem bài vở lớp 12 xuống giảng thì tội nghiệp tôi, tội nghiệp quý vị. Quý vị không học được cái gì hết. Mà tôi lại là rác cổ.
làm việc không ích lợi gì hết. À, thì tôi giờ tôi giới thiệu là 7 câu hỏi tịnh độ mà tôi đã giảng đó, rồi tôi xin giảng hết mà đại khái thôi, đại cương đó. Rồi muốn đi vào chi tiết là chúng ta phải gặp nhau vài trăm lần nữa, thì mấy vị phải trả bài cho tôi mới giảng. Chúng tôi cũng cái 2 số 3 là tôi làm tới làm lui hoài, chừng nào thuần thục quá quý vị có cái sự hiểu biết đó. Còn muốn hiểu biết thì quý vị phải bắt triết giả, không có cách nào khác hết. Thành ra đạo Phật lấy cái thiền định làm gốc. Chúng ta biết thập thức ca mà đắc quả do cái gì không? 49 ngày thiền định dưới cội Bồ Đề, phải không? Ai có lợi cho biết. Thì qua tới ngày thứ 49 sao mai vừa ló rạng, dạ đổ minh tinh nghi tiện thành chánh giác, thời thành Như Lai. Mà chúng ta biết ngồi 49 ngày không ăn không uống quý vị làm nổi không? Quý vị chừng 2-3 tiếng là một ngày không ăn uống là lo trời. Mà ngồi cái nhức giò, mà ngày ngồi có bát triết dài vậy 49 ngày 49 đêm thì có không cái gì có không qua cái thiền định nữa đó. Thành ra Đức Phật thường nói đó, nếu các con không hiểu giáo pháp của ta thời mạt pháp này đó là không có đạo sư đâu, tức là không có ai mà đắc quả la hán á, mà láng mới xứng đáng đạo sư các con. Thì các con cứ hỏi trong vô sư trí, tức là thanh tịnh, thì trong thanh tịnh trả lời hết. Thật ra tôi cứ bắt cái già tôi ngồi sâu vào đó hoài, thì trong lúc thanh tịnh sẽ mình hiểu. Hiểu mà không có thời gian, vô cái thanh tịnh nó chỉ cho mình. Thành ra hôm nay tôi giảng là nhờ tôi thanh tịnh, tôi coi duy thức, nhất là Thủ Lăng Nghiêm, giảng rất rành. Nhưng mà rất rành đó là nó cô động, không có coi, không có hiểu nổi. Nhưng mà coi tới 10 mấy 20 lần rồi kiết già đi sâu vào đó, hay 10 mấy 20 lần bắt đầu mình có cái thuộc lòng, nó nằm ở trong lòng thì nó xuất ra. Rồi cứ mình yên lặng hoài, mình chiếu soi nó cái tự nhiên hiểu. Thì cái tự nhiên hiểu đó là vô sư trí, cái trí không có thầy. Thì tôi mới thấy chúng sanh bây giờ đau khổ quá, chứ tôi tính không có ra giảng. Rồi quý hòa thượng thầy tôi đầy quá, ông là vậy là ông ai mà dám xưng mà chứng đắc thời buổi này. Nhưng mà ông lấy cái kinh nghiệm, kinh nghiệm của ông, cái kiến thức của ông đó 40 mấy năm trời rồi, thì ra trao đổi với người ta thôi. Thì tôi thấy thôi mình cũng gần chết rồi, 70 mấy tuổi rồi, thì tôi ra trao đổi rồi vài năm để mình vô là thiêu. Thì tôi cũng phải cố gắng tôi đi thôi. Thì thôi giờ chúng ta đi thẳng vào 7 câu hỏi tịnh độ, để chúng ta thấy. Còn cái vụ mà sấm giảng thiên cơ ở châu đốc rồi tùy quý vị. Ta nói con Phật đó thì Phật dắt, mà con ma thì ma bắt. Thì ai muốn làm sao đó làm. Thời buổi này là cái thời buổi của vàng thao lẫn lộn, tôi không đủ khả năng kéo. Thì tôi chỉ lấy giáo pháp để cho quý vị sáng tỏ. Rồi mỗi người phải quyết định lấy số phận của mình. Tôi thì vấn đề ở châu đốc, tôi không có vấn đề bác, mà tôi không có vấn đề tin. Nếu đủ duyên thì nó hiện ra bữa 21 tháng 12, mà nó không đủ duyên thì nó qua bữa khác. Còn nếu không đủ duyên nữa nó không hiện luôn. Còn có thể đủ duyên nó hiện sớm hơn. Thành ra tôi thấy ở trong đó nói là thì mấy vị như Quỳnh Phú Sổ nè, này kia Thiên Cơ Sấm Giảng, Nguyễn Bỉnh Khiêm nè, Sấm Trạng Trình nè, nói mà đâu có dám định ngại. Thì cũng nói năm thịnh nè, thì Long Vĩ Xà Đầu khởi chiến tranh gì can qua xứ xứ động đao binh gì mã đề dương cước anh hùng tận tôi rồi đó. Tôi cũng mê cái này, mấy năm trước tôi chưa có biết Bát Nhã đâu, ai cũng mê, đụng vô đây là mê. Rồi tới Quỳnh Phú Sổ rồi mèo kêu bá tánh lao sao đến chừng rồng rón máu đào chỉnh ghê con ngựa lại đá con dê hả, ôi tùm lum. Thì bây giờ mới đi ra đưa mấy cái đó lên là phải có. Rồi hỏi tôi có không sư, tôi nói nó có là sai, và nó không có là trật. Nó phải tùy nhân duyên. Đạo Phật là đạo duyên sinh, ấy cứ duyên đầy đủ thì nó phát hiện, mà duyên không đủ thì nó ẩn. Thế giới này là hiện tượng giới, để mà có ngày thì mình biết đêm rồi trưa, trong đó nhất định là đêm phải hiện thôi. Mà hãy có đêm thì mình đừng sợ có ngày hiện trong đó. Hãy có tội thì mình đừng sợ phước chứa sẵn trong đó. Mà khi hưởng phước đừng có mừng, tội nằm trong đó.
Để mà được cái đó thì mình sống an nhàn thôi. Thì cái hiểu biết này chính là bát nhã. À, nhìn cuộc đời với con mắt là không có bị ô nhiễm. À, bi trí mà nhìn chúng sanh, lấy cái tâm từ bi, cái trí tuệ của mình mà nhìn cái cuộc sống thay đổi này, không bao giờ chao động cái tâm. Thành đó mình tưởng đâu Phật, Phật đó là thị hiện. Chúng sanh đau khổ thì Ngài cũng đau khổ, nhưng mà Ngài có cái không hề đau khổ. Cũng như thầy giáo vậy, mà học trò nó đánh dần, nó y tờ y ti thì thầy giáo cũng phải đánh dần theo. Đó là Ngài làm bộ thôi. Tôi thích dùng cái chữ làm bộ hơn là chữ thị hiện. Ngài cũng làm bộ đau khổ, làm bộ đánh dần, nhưng mà đâu phải Ngài đánh dần Ngài mới đọc được, vì chúng sanh nó đánh dần. Thành ra Bồ Tát mà coi như Quan Âm mà nhỏ hợp lệ khóc cho cõi này là làm bộ khóc thôi. Chúng sanh đau khổ quá thì Ngài cũng đau khổ theo cái đau khổ chúng sanh. Cái đó kêu là từ bi. Nhưng mà chúng sanh đau khổ là đau khổ thật sự, không có trí tuệ. Còn Ngài có từ bi mà có trí tuệ, bất động. Làm bộ vậy thôi cho Ngài không bao giờ mà động tâm tới được. Thì tôi thấy pháp môn Tịnh Độ nó khó hiểu, khó tin, mà nó dễ chứng đắc. Thời buổi này nó khó. Thì tất cả pháp môn khác đó, của đạo Phật đó, và tất cả tôn giáo bạn đó, nhất niệm thì sẽ sanh về cõi trời, nhất niệm thì đắc quả trời. Chỉ có mình Tịnh Độ nhất niệm sẽ thành Như Lai, không có pháp môn nào giống nói vậy đó. Phải thêm cái phát nguyện nữa. Nếu mà mình nhất niệm về cõi trời, phát nguyện dẫn về cõi Phật. Thành ra ba cái nguyện khó khăn nhất mà quý vị nghe nó 18, 19, 20. 18 đó là tu thường Tịnh Độ, mà hãy nhất niệm phát nguyện thì giảng sanh. Phải phát nguyện nha. Thành ra quý vị muốn mà giảng sanh, quý vị cứ nhất niệm đi rồi phát nguyện. Nguyện 19 đó là không tu Tịnh Độ mà tu tất cả tôn giáo bạn, tu tất cả pháp môn tứ niệm xứ của Phật giáo đó, là minh sát tuệ này kia đó, mà nhất niệm thì cái tạp niệm phải qua nhất niệm thì sanh về cõi trời, phát nguyện về cõi Phật. Mà bảo đảm 100 người về cõi Phật, 100 người thành Như Lai. Đó là Phật Thích Ca nói à, trong bài của tôi. Tôi không thêm dám đặt cái gì thêm hết đó, nhưng mà tôi trùng tiên lại cho đó. Nguyện thứ 20 là của quý vị, của mấy người làm biến nhất, không tu Tịnh Độ mà không tu tất cả pháp môn khác, mà chỉ làm phước thôi. Nghe quỷ lão thì đưa tay quỷ lão, đóng tiền rất nhiều, nghe không? Đặng được cái danh. Cuộc đời này là cuộc đời có danh, nghe không? Mà không danh là chắc không đóng nữa, nghe không? Rồi đi Tịnh Độ chặt cây thuốc, mong được phước báo. Mà được nhất niệm á, mà phát nguyện dẫn dẫn sanh. Thành ra pháp môn Tịnh Độ khôn lắm. 48 lời nguyện quý vị chỉ cần thuộc 3 lời thôi, mà ít ai giảng rõ lắm. Có mình tôi giảng, tôi không ngang, tôi thấy chưa ai giảng đúng là tôi giảng theo cái hiểu thuyết của tôi. Vì nó là chữ Hán, mà chữ Hán thì nó nhất tự lục nghì, nó nhiều nghĩa lắm. Vì tôi xưa học chữ Tạo, mà nó theo cái hiểu biết của tôi là tôi giảng vậy đó. Chứ nhờ tôi có duy thức, chứ tôi nắm được cái cốt lõi của đạo Phật. Thành ra 18 là thường Tịnh Độ, 19 là tu tất cả pháp môn cá, 20 là không tu Tịnh Độ, không tu pháp môn gì hết, chỉ làm phước thôi. Mà hãy tất cả ba cái này nhất niệm mà phát nguyện dẫn dẫn sanh. Do đó tôi đi các nơi là tôi nắm cái này tôi trả lời hết. Mà đạo Phật là đạo có tâm, quý vị nắm cái tâm quý vị trả lời được hết. Thành ra có người hỏi tôi, bà sư niệm Phật 4 tiếng 4 chữ hay là 6 chữ cái nào dẫn sanh? Con nghe có vị pháp sư cũng giảng ở Hoàng Pháp đó, là 6 chữ mới niệm giảng sanh, còn 4 chữ không giảng sanh. Thiếu chữ Nam Mô là thiếu kính lại, mà đã không kính lại làm sao giảng sanh? Chết chưa? Mà pháp sư đấy mà hỏi tôi giờ sao sư? Tôi nói 4 chữ cũng không giảng sanh, mà 6 chữ cũng không giảng sanh, mà 4 chữ cũng giảng sanh, mà 6 chữ cũng giảng sanh. Rồi có người lại hỏi tôi là niệm Phật lớn tiếng thì dễ nhất niệm, niệm Phật nhỏ tiếng thì khó nhất niệm. Tôi nói niệm lớn tiếng cũng không nhất, mà nhỏ cũng không nhất. Mà niệm Phật bằng cái gì mới được chứ?
Rồi mấy người nói miệng bằng niệm bằng miệng. Tôi nói có miệng niệm được không? Không được. Nói tôi vẫn cần miệng nè, tôi niệm Phật được không? Niệm Phật là niệm bằng tâm, nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là niệm Phật. Còn bây giờ tôi cứ A Di Đà Phật, tôi lần chuỗi một ngày 10.000 câu, mà tôi cứ nhớ con, nhớ vợ, nhớ tiền bạc, nhớ tịnh xá thì giảng sanh không? Giảng sanh về tịnh xá, giảng sanh về cờ bạc. Cái gì phải nắm cái gốc đó, mà cứ hỏi hoài. Thì như nãy tôi nói là cái cốt lõi của mình đó là nhất niệm và phát nguyện. Thì nhất niệm là linh, mình cầu giảng sanh cũng nhờ nhất niệm. Mà không phát nguyện thì về cõi cõi trời, mà phát nguyện thì 100 người giảng sanh hết 100 người. Thành ra ta thường nói linh bất linh tại ngã. Mà niệm Quan Âm mà có người cầu xin Quan Âm hết bệnh, có người cầu không hết bệnh, nó Quan Âm là bất công. Quan Âm tư vị, mà các bậc thánh làm sao có vấn đề tư vị được, phải không? Nhưng mà tại mình thôi, linh bất linh tại ngã. Thành đâu cái gì đừng có sợ ai, chỉ sợ mình thôi. Mình muốn giảng sanh cũng do mình, mà không giảng sanh cũng do mình, không phải do Di Đà đâu. Tha thiết là gì? À, quý vị mới nhớ tha thiết. Mà nhất niệm là gì? Như thế nào gọi là nhất niệm? Quý vị đây cũng chưa chắc biết nữa. Tôi hỏi chứ nhất niệm đó 100 người trả lời sai hết 100. Con niệm một ngày 10 câu, bà kia nói bà 10 câu, tôi 20 câu, bà cứ nói vậy tôi một ngày 100 câu. Rồi bà nói tôi dạng niệm một ngày 1.000 câu niệm Phật, bà kia nói 1.000 thì tôi tới 2.000. Bà nói tôi tới 10.000, giảng sanh ông sư? Tôi nói hỏi người nào giảng sanh đó. Anh đã gặp tôi là tôi nói thẳng à, mà người nào cũng giảng sanh đó. Cái đạo Phật nó không phải ở cái lượng, mà nó ở cái phẩm. Biết phẩm với lượng không? Lượng là đòi hỏi số nhiều, phẩm là đòi hỏi cái tâm mình có nhất niệm hay không. Mà nhất niệm là gì? Đó, nó đi từ cái khó này tới cái khó khác. Làm sao để nhất niệm? Thì quý vị nó nhớ là cái chỗ khó là chỗ đó. Thành ra quý vị phải gán nghe nắm cái cốt lõi. Thành ra tất cả câu hỏi gì quý vị phải nắm ở cái tâm. Thì thôi giờ 7 câu hỏi tịnh độ của tôi đó là: một đó là quý vị đi Phật thất niệm Phật để làm cái gì? Cái mục đích niệm Phật để làm cái gì? Thì tôi thấy 10 người trả lời trật hết 10 người. Câu này hồi trước không có, tôi có 6 câu hỏi à. Rồi sau mà tôi đi tôi thấy câu này quan trọng. Câu hỏi số 2 đó là: thế giới cực lạc của Phật A Di Đà ở đâu? Câu số 3 đó là lấy cái gì giảng sanh về cực lạc? Câu số 4 đó là muốn giảng sanh về cực lạc cần bao nhiêu điều kiện? Câu số 5 là tính hạnh nguyện, cái nào có trước, cái nào có sau? Câu số 6 là tính hạnh nguyện, cái nào quan trọng? Câu số 7 là quý ông quý bà niệm Phật có chắc chắn, có bảo đảm giảng sanh không? Thì nó theo thứ lớp từ thấp tới cao á. Mấy câu mà đầu thì dễ thôi. Giờ tôi trở lại, tôi giảng sơ thôi nhá. Đi sâu rồi là phải nghe mấy chục mấy trăm lần á. Thì mục đích của pháp môn tịnh độ thì đa số trả lời là cầu cho tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Tôi nói cái này là pháp môn của cõi trời, không phải là tịnh độ, không có sai, nhưng mà không phải là cõi Phật. Còn có người nói niệm Phật để được trúng số, tôi nói cái này còn tệ nữa. Đó là biến ông Phật thành ông thần, để tụi con đem cúng dường các chùa, các sư. Tôi nói vậy mấy cái chùa, mấy sư đó phải có tiền mới vô được hả? Họ nói, bây giờ nói vậy đó sư. Tôi nói, cái đó không phải chùa, không phải tịnh xá đâu. Đạo Phật không có cần cái tiền bạc, mà cần ở cái tâm của mấy ông mấy bà đó. Bây giờ mấy ông bà cúng 10 tỷ đi, còn thua một người cúng 1.000, mà cái tâm thành kính. Thành kính là phước báo, thành kính là một người cúng 1.000 hơn là một người cúng 10 tỷ. Tôi nói sai là tôi chịu tội hết. Cái gì phải nắm cái chỗ đó.
Đó thì quý vị phải nhớ là cái quan trọng nhất của người tu là không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, thì cái tâm mới rảnh rang, ngồi thiền mới xuôi được. Còn ngồi nửa chừng mà nghe lột bột bột cái sở năng cấp độ trong chùa thì chết rồi, làm sao ngồi. Rồi có tiền là nó vô tới, tiền là nó quấn rũ mấy người ăn trộm ăn cướp. Còn nếu không, như tỉnh xá tôi không có cửa đóng, vô đó muốn lấy cái gì nó phải đi trước, nó coi trống trơn. Giờ mở cửa tá quá, còn đêm không đóng nó cũng không vô. Thành ra sư trưởng thường nói người mà có của với người ăn cắp của thì người có của tội nặng hơn. Ở đó mới nghe cái này la, nhưng mà thật sự quý vị mà ăn trộm vô thì ăn trộm nhẹ tội, mà quý vị đeo vàng rồi vô nặng tội hơn. Quý vị ghẹo người ta, trêu ghẹo người ta, cái lòng tham người ta. Thì tôi nói sơ thôi. Thành ra câu hỏi thứ nhất đó là muốn tu pháp môn tịnh độ đó, quan trọng nhất là phải cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, chứ không cầu đâu hết. Cho cái gì cũng không thèm, chỉ có một cái một đó thôi, cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Thì quý vị nhớ ha, cái này tôi nói sơ thôi. Cầu giảng sanh cách nào thì kỳ tới, kỳ nào gặp nhau chúng ta giảng nữa. Vậy thì thế giới cực lạc Phật A Di Đà ở đâu? Thì câu này sanh ra người nhiều nghi vấn. Tôi trả lời chút lốt hết, phải có mà di thức tôi trả lời, tôi lấy khoa học tôi trả lời đàng hoàng. Thì có người nói thế giới cực lạc ở phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi, đó là trong kinh nói, đúng không sư? Tôi nói không đúng mà cũng không sai. Nghe phải là tôi bác nha. Trong kinh có nói rõ ràng vườn tương Tây cách thì 10 phương Tây cách đây 10 muôn ức cõi. Rồi người ta mới thắc mắc, nếu nói như vậy đó thì có quả địa cầu này, nếu ở Việt Nam phương Đông thì ở Mỹ phương Tây. Bây giờ hai người cùng chết một lượt, người ở Mỹ, người Việt Nam, người nào giảng sanh sư? Hai người được cầu về phương Tây hết. Mà nếu Mỹ giảng sanh thì Việt Nam không giảng sanh, bây giờ tụi con làm sao? Tụi nó không làm sao hết á, do cái nhận thức của mình ngu si thì không giảng sanh thôi. Thì đòi cái nói vậy để quý vị biết sau này giảng thêm. Thì sở dĩ đặt câu hỏi là không hiểu là thế giới cực lạc là thế giới vô lượng vô biên, thế giới không có phương hướng, thế giới không có, chỉ có sát na, không có chu kỳ. Thế giới là bị cái chu kỳ sáp nhập vào pháp na. Thì cái đó mình phải hiểu, nó khó hiểu. Ở đây đó thì mình có phương Đông, phương Tây, Nam Bắc. Lỡ bị gì có không gian, mà tôi quên đó, không gian bị sáp nhập vào thời gian. Thì ai có học mà ấy te ra thì mới rành cái này. Ơ mà MC bình phương, không gian, thời gian bị sáp nhập nhau. Mà sáp nhập thì nó thành ra thế giới sát na. Thì tôi giảng hơi cao hơn, khi nào gặp nhau chúng ta đi từ từ. Tức là thế giới cực lạc không có không gian, không có thời gian. Mà không có không gian thì làm sao có mười phương? Chỉ có cái thời gian tuyệt đối thì làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thì chúng ta thấy Kinh Kim Cang là nói cái này. Mà ai rành cái thế giới sắc đa Kinh Kim Cang thì hiểu được Đạo Phật, hiểu được tình độ. Tôi đó không tin, tới chừng coi qua cái Kim Cang mới biết. Kim Cang quý vị nhớ câu gì không? Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Quá khứ không có, vị lai không có, hiện tại không có, thì có cái gì? Có cái hiện tiền. Mà hiện tiền thì đâu có không gian. Mà không gian thì nó vô lượng vô biên, thì làm gì có hướng Tây, hướng Đông, hướng Nam. Nhưng mà tại sao sẽ nói vậy mà trong kinh nói là về hướng Tây? Cái đó là cái có. Tôi coi gì thức tôi giải thích lúc lúc hết. Mà sở dĩ nói vậy đó là vì chúng sanh không thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Thế giới sát na là ít nhất cũng phải nhập lưu, mà nhập lưu cũng không về về sát na được, nhưng mà không về cõi tịnh độ được. Tại sao vậy? Cái đó khó nữa. Bởi tịnh độ chẳng những như vậy mà lấy lại có tướng,
Nếu mà sát na thì chỉ có hình thôi, không có tướng. Mà tịnh độ lại có tướng, mà tướng vẫn là tướng sát na. Cái này là cái khó hiểu nữa, là coi lại 48 lời nguyện thì chúng ta hiểu. Đó, thành ra cái này là cả một cái thắc mắc. Thành ra Đức Phật mới nói chúng sanh muốn giảng sanh gì đó là phải nhất niệm, mà phải phát nguyện nữa. Mà nhất niệm thì gì? À, thì phải có phương hướng. Nhất niệm chứ đâu phải vô niệm. Còn vô niệm là không có phương hướng, không có điều kiện. Mà nhất niệm phải có điều kiện. Và điều kiện của nó là phải tập trung về hướng Tây, tập trung về hình ảnh Di Đà. Chứ Di Đà thật ra là đâu có hình ảnh. Đó là một cái vùng hào quang kết tụ lại. Thì nó phức tạp lắm. Tôi nói với vị sơ sơ thôi, để ai mà có cái trình độ đó, hôm nay có hiểu vậy tôi nói được. Có cái trình độ thì đầu an thôi. Coi tới coi lui cái đĩa mà nay có thâu á, coi tới coi lui là có thể hiểu được, mà có trình độ á. Còn nếu không hiểu nữa đó, thì quý vị phải bắt kiết giả. Rồi một tiếng không hiểu thì hai tiếng, hai tiếng không hiểu thì bảy tiếng, bảy tiếng không hiểu thì bảy năm. Mà không hiểu tôi chịu thua. Làm nổi không? Rồi con cũng vô quý vị và hỏi tôi làm sao trả lời được. Nói bây giờ con không hiểu làm sao cho con hiểu sư. Tôi nói không hiểu thì thôi. Câu đó quý vị hỏi quý vị chứ. Anh nói cái gì mà cũng đem hỏi tôi hết rồi tôi làm sao trả lời được. Tôi nói quý vị hiểu. Thành ra có nhiều người lại hỏi bạch sư coi cái mặt bơ bơ của con xuất gia được không. Tôi nói câu này cô hỏi cô chứ sao cô hỏi tôi được. Nó con thấy làm như sư có trí tuệ. Tôi nói làm sao cô biết. Nó con biết chứ sư. Cô biết là cô sư phụ tôi rồi. Cô mới chứng thọ khí cho tôi là đắc quả. Rồi nếu cô không biết thì cô cứ ngu si cô. Cô nói thì con ngu si cô mới hỏi sư. Tôi nói đã cô ngu si rồi thì cô tìm ông thầy. Ông thầy cũng ngu si như cái ngu si của cô thôi. Cái đắc quả này do cô chứ phải do tôi. Thành ra chúng ta phải hiểu là câu hỏi nào chúng ta đưa ra là cũng kẹt. Hỏi mình trước á. Mà mình đã sáng tỏ rồi còn hỏi ai nữa. Thành ra quý vị cố gắng ngồi thiền. Tôi cũng khuyên vậy thôi. Có người thiền mới có sáng tỏ. Có sáng tỏ thì mọi vấn đề mới giải quyết được. Còn bây giờ quý vị không sáng tỏ, quý vị muốn hỏi tôi bất cứ ai và hỏi ông Phật, ông có quyết định được đâu. Bây giờ cô hỏi ông Phật coi con tu được không. Ông Phật cô không trả lời được. Chứ đừng nói tôi. Bây giờ thí dụ như tôi nói cô tu được nè. Thì cô nói sư chứng minh mình tu rồi, mình cứ ngồi bơ bơ tu tà tà thôi thì Di Đà cũng độ thôi. Chừng đó xa độ một cái là tại sư. Tại sao sư nói con tu được? Rồi tôi nói cô tu không được. Cô nói con nhất định tu được nè. Được không? Được chứ thường. Bây giờ ông Phật nói cô tu không được, con nói nhất định con tu được. Thì sao? Tôi té 10 lần, tôi ngồi dậy 11 lần. Được không? Được. Có những người mà xuất ngoại đó 8-9 lần, nhất định xuất cho được thì được thôi. Thành ra quý vị muốn giảng sanh với giỏi mình, đừng có cầu Di Đà. Cầu Di Đà là cái phụ thôi. Di Đà sẽ tiếp dẫn mình nếu mình tha thiết. Mà tha thiết là nhất niệm. Nhất niệm là té rồi phải ngồi dậy đi liền. Giờ qua câu hỏi số 3, quý vị thông hai câu hỏi đầu ha. Hỏi thứ nhất là niệm Phật để làm cái gì? Mục đích con là chỉ giảng sanh thôi. Mà giảng sanh gì đâu? Cõi Phật cái gì đó. Có bao nhiêu đó thôi. Làm được không? Cứ một đường mà đi. Hiểu không? Mà muốn giảng sanh thì phải nhất niệm. Nhất niệm được không? Được không? Con bộ lưỡng lự. Té dám ngồi vậy không? Dám bị đưa tay không đưa. Mà muốn mà giảng sanh muốn nhất niệm thì phải rảnh rang. Quý vị có rảnh không? Rảnh như tôi à thì mới được. Rảnh không? Rảnh thì tức là phải làm sao quý vị biết không? Phải cầu đạo. Cạo cái đầu thì mới rảnh được. Cái cư sĩ mà làm sao rảnh, quý vị bỏ đây về tới nhà rồi là không có rảnh nữa. Ráng lắm bữa nay mới ngồi ở đây, phải vậy không? Thế có ai mà ở không mà vô như quý vị được. Quý vị là tiên á, tiên mắt đã.
chứ ngoài bây giờ người ta chạy ăn từng bữa tốt mà thôi á, làm sao mà ngồi được cái vậy mà đợi Phật thất đi nghe pháp này kia rồi tu thiền nữa. Thì thôi giờ trở lại, tôi nhiều chuyện lắm, nói hồi là tôi nói hết giờ. Đó là câu hỏi số 2, là cầu giáng sanh thế giới. Câu số 3, câu số 2 là thế giới cực lạc Phật cái gì đó ở đâu? Thì chúng ta thấy là ở Tây Phương, cách đây muôn ức cõi. Cái đó là cách nhất niệm, chứ không phải cõi Phật ở hướng Tây. Cõi Phật cùng khắp, mà cõi Phật không phải là đi mà đến mà nó phát hiện. Cái này lộn xộn nữa. Phát hiện thì giống như mà tôi nói cái radio thì quý vị hiểu. Cái radio ở cái đài phát thanh ở Sài Gòn hay đài phát thanh ở Mỹ, thì quý vị đi bộ, đi máy bay từ đây tới Sài Gòn, đi đi Mỹ, cái nào mau đến hơn? Tất nhiên là Sài Gòn mau đến hơn. Còn bây giờ quý vị bắt cái làn sóng, thì làn sóng của đài Sài Gòn cũng nằm đây, làn sóng của Mỹ cũng nằm đây, phải vậy không? Bây giờ quý vị có hai cái máy, quý vị bắt cái tần số đúng, quý vị nhận nút một lượt, thì tiếng nói nào có trước? Bằng nhau. Tại sao vậy? Tại vì nó phát hiện. Còn cái kia quý vị phải đi từ đây có không gian, còn cái này là không có không gian, phải vậy không? Nó nằm ở đây, thì bây giờ nó chỉ hiện xuống thôi. Còn quý vị cái kia là nó không nằm đây, mà quý vị phải đi máy bay từ đây qua Mỹ, đi máy bay từ đây lên Sài Gòn. Nó có khoảng không gian cách nhau. Cái giảng sanh tịnh độ cũng vậy đấy. Nó không có phương hướng. Để quý vị mà A-di-đà tiếp dẫn quý vị rồi, hiện liền. Ở trong kinh có câu đó, nhất cứu Di-đà vô biệt niệm, nhất lai bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương, phải không? Nhất cứu Di-đà vô biệt niệm là gì? Là một câu tịnh độ mà không nghĩ gì khác, tức là chỉ nghĩ tới Phật thôi. Thì bất lai đàn chỉ không cần búng cái móng tay nào một cái là cõi Phật hiện liền. Hồi xưa tôi không hiểu, mà quý vị cũng không hiểu đâu, tôi không giảng quý vị không hiểu, phải vậy không? Quý vị tưởng đâu có gì lạ, cái đó là cái thế giới phát hiện. Giờ hiểu rồi không? Thôi giờ qua để tôi nhiều chuyện lắm. Bây giờ cái thứ ba là lấy cái gì giảng sanh về xứ cực lạc? Cái này khó nữa, càng đi sâu là càng khó. Cái gì lấy cái gì giảng sanh? Lấy cái xác thân này phải không? Ai trả lời được? Tôi hỏi cái nữa hết giờ. Cái xác thân này không thể giảng sanh được, mà phải lấy cái gì? Lấy cái linh hồn. Hay ai nói linh hồn đó? Đưa tay coi. Nói linh hồn, cô cho tôi biết linh hồn cô ở đâu, nó đó làm sao? Hay quá, tôi khen hay đó. Thì bây giờ linh hồn của cô ra làm sao? Cô ngồi đó nó ở đâu? Thì cô làm sao lấy nó ra khỏi cô để cô đi về cực lạc? Tôi không phải dễ nha. Coi tôi vậy mà tôi có à. Cái gì nói là phải nói tới nơi tới chỗ, không phải nói mà nói khơi khơi được. Nói qua cái môi mép là không được. Nói là phải thực chứng trong đó. Và thực chứng tức là phải tu tiền, mình nắm được cái linh hồn của mình. Cái xác thân này nó phải chết, linh hồn không bao giờ chết. Ai phải nói nó rõ hơn là xác thân này sanh diệt chu kỳ, nó chuyển biến mà nó gián đoạn. Còn cái linh hồn chuyển biến mà liên tục. Quý vị dò mỹ xong cái dòng nước đó, thì cái linh hồn mà giống như cái dòng nước sông, dòng nước biển. Còn cái xác thân mình nó giống như cái lượng sống. Thì tôi hỏi quý vị, cái lượng sống với cái dòng nước là một hay là khác? Một là sai mà hai là trật, phải không? Ngoài dòng nước không có lượng sống xác thân, ngoài lượng sống xác thân không có dòng nước linh hồn. Nhưng mà dòng nước linh hồn chuyển biến từng sát na, lượng sống sát thân chuyển biến từng chu kỳ. Thì sát thân khi nó lên chu kỳ nó biến mất, chết, sanh, già, bệnh, chết. Còn cái lượng sống linh hồn nó giống như cái dòng nước linh hồn. Khi mà cái lượng sống sát thân nó chấm dứt rồi, cái dòng nước linh hồn chấm dứt theo không?
con, nó vẫn trôi chảy như thường. Nó trôi chảy nhanh vô cùng, thì là kêu là sát na. Nhưng mà nó liên tục mãi mãi, không bao giờ gián đoạn. Thành quý vị đừng có sợ chết, linh hồn quý vị không chết đâu. Còn cái thể xác, lượng sống xác thân này phải chết thôi. Phải, còn phải chết thì nói quý vị. Nên mình phải biết cái chỗ đó. Còn câu đó là qua rồi ha. Lấy cái lượng sống xác thân, lượng sống cái dòng nước linh hồn này giảng sanh. Lấy nó để mà phát nguyện A-di-đà tiếp dẫn thì nó về cõi cực lạc A-di-đà. Là chúng ta còn kêu là thần thức, còn kêu là ai lại do thức. Khi mà A-di-đà đưa cái bông sen thì cái thần thức này nó bỏ cái xác thân này, nó nhập vô cái lượng sống cái bông sen. Nếu mà không vậy quý vị đầu thai theo thai sanh thì quý vị nõn thai thấp quá. Còn quý vị mà theo A-di-đà là quá sanh. Hay có quá sanh khác nha. Quá sanh kia là quá sanh cõi trời, còn quá sanh Di Đà là quá sanh do trí tuệ phát hiện. Bông sen này là do A Di Đà tạo ra bằng cái hào quang. Thành ra hào quang thì không có hình tướng nắm không được, còn quá sanh của cõi trời quý vị nắm được. Cũng như xác thân quý vị giờ chụp cái dính à, còn A Di Đà mà có hiện xuống tiếp thu mà quý vị chụp dính ngài tôi chịu thua đó. Chứ chừng ngài đưa cái bông sen quý vị vào bông sen đó, quý vị chụp cái bông sen này dính tôi chịu thua. Nó chỉ là những cái hào quang kết tụ. Tôi nói sơ sơ thôi ha, không biết là gặp tôi vài chục lần nữa. Khi nào chúng ta đi sâu vào duy thức, chúng ta tìm. Vì tôi nói càng đi sâu là nó càng khúc mắc về đạo Phật, mà không giảng là không được. Cái thời buổi này là thời buổi lý giải. Những người có trình độ về khoa học rất nhiều, mà tôi đem khoa học chứng minh, tức là lấy gậy ông đập lưng ông. Gậy ông là gì biết không? Là ông ấy xe đó, là khoa học. Thì tôi lấy cái khoa học của ông là tôi đập lời quý vị giải thích tịnh Phật giáo bằng khoa học anh ta. Giờ câu số 4 thì lấy linh hồn giảng sanh. Thì linh hồn muốn giảng sanh về xứ cực lạc cần bao nhiêu điều kiện? Cái này đi tới là càng sâu đó. Thì quý vị biết rồi, cần bao nhiêu điều kiện ha? Mấy? Ba là cái gì? Tính hạnh nguyện. Mà tính hạnh nguyện là gì ha? Tính đó là cái niềm tin. Niềm tin thì phải có bốn điều: tin sự, tin lý, tin xử lý, tin sự sự. Tin sự đó là phàm thánh động cơ của quý vị đó. Tin lý là phương tiện hữu dư của tứ thánh, nhập lưu nhất lai bất lai. Tin xử lý là thật báo trang nghiêm của Bồ Tát. Tin sự sự là thường tịch quan của Như Lai. Đó là tính. Còn hành đó tức là niệm Phật 4 chữ hoặc 6 chữ. Cái nào cũng giảng sanh mà cái nào cũng không giảng sanh. Đừng có nói 4 chữ giảng sanh rồi không giảng sanh 6 chữ, không có cái dụng đó. Cái tâm giảng sanh chứ không phải cái miệng. Câu niệm Phật không ăn thua gì hết đó. Cái miệng này không ăn thua gì hết đó. Quý vị nhân nhớ mà, luân hồi sanh tử là do ba nghiệp. Nghiệp gì quý vị biết không? Tam nghiệp là thân, cái gì nữa? Khẩu, cái gì nữa? Ý. Mà trong đó cái gì quan trọng nhất? Hả? Ý nói thì hay lắm, mà thực hành thì cái vừa cái thân với khẩu không. Tụi con chết rồi cái xác thân này vẫn sanh ông sư cũng thân. Rồi xác thân này nếu mà tận thế cái thân này chết ông sư không có nắm được cái ý. Thân này thì nó phải chết thôi, nhưng mà cái ý không chết. Ý tức là cái linh hồn. Mà linh hồn ra làm sao con không biết à, thì chết rồi. Thành ra cái hành đó là 4 chữ 6 chữ không quan trọng, mà ở cái tâm quan trọng. Thành ra phải nhất niệm. Mà nhất niệm thì cần 4 điều kiện: rành rõ, tương ưng, chí thiết và nhiếp tâm. Còn cái nguyện thì làm sao đây? Cái nguyện là phải tha thiết, như lữ khách nhớ cô hương, như con thơ nhớ mẹ. Rồi bây giờ qua câu số 5.
là tính hạnh nguyện, cái nào quan trọng? Cái đó lại là vấn đề nữa. Cái nào quan trọng? Hành quan trọng phải không? Thì tính hạnh nguyện biết rằng nó liên can với nhau. Nếu có tính mà không có hạnh nguyện thì không thành vấn đề. Nhưng mà trong đó cái nào quan trọng nhất? Quý vị biết tính là gì không? Tính là niềm tin. Phải vậy không? Niềm tin thì có mấy cái thứ tin. Nãy tôi nói rồi, sự lý sự. Tức là nó định đoạt cho cái phẩm. Cái phẩm là phẩm trật đó. Nếu mình tin sự đó thì hạ sanh. Tin lý thì trung sanh. Tin sự lý thì thượng sanh. Tin sự sự thì tối thượng sanh. Tin sự thì phàm thánh động cư là hạ sanh, tức là cõi phàm thánh thì thấp nhất. Tin lý thì đó là trung sanh, là về cõi phương tiện, là của bậc thánh thì cao hơn. Tin sự lý là của Bồ Tát, cao hơn nữa. Tin sự sự là của Như Lai, tối thượng. Thành đó vẫn là cái tính là quan trọng. Nhưng mà tính thật sự quan trọng không? Tôi có niềm tin mà nếu mà tôi không phát nguyện giảng sanh không? Tôi có giảng sanh. Mà tôi hành, tôi niệm Phật một ngày 10 cho 6 chuỗi, 100 câu chuỗi, 1000 câu chuỗi, mà tôi được nhất niệm mà tôi không phát nguyện giảng sanh không? Thành là cái hành đó nó thuộc về cái giảng sanh cao hay thấp. Giảng sanh nó có ba cái: hạ sanh, gì nữa, trung sanh và thượng sanh. Nếu mà tôi niệm được 8/24 thì hạ sanh, 16/4 thì trung sanh, 24/4 thì thượng sanh. Còn cái phát nguyện đó nó có thượng trung hạ không? Không. Phải phát nguyện là giảng sanh thôi. Thành ra cái hành nó thuộc về cái sự giảng sanh cao hay thấp. Còn cái tính nó thuộc về phẩm trật của giảng sanh, phương tịnh hay thanh tịnh, phẩm trung phẩm hay thượng phẩm hay tối thượng phẩm. Còn cái nguyện là nó không có phẩm. Nó phải là phát nguyện, nếu mà không tha thiết là không giảng sanh. Như vậy cái nào quan trọng? Cái nguyện quan trọng hết. Thì thôi bây giờ tới câu số 5. Số 5 thì tính hạnh nguyện, cái nào có trước, cái nào có sau. Cái này sâu nữa. Cái này nó qua tới thập nhị nhân duyên á. Nó có gì thấy đi sâu. Nãy tôi giảng là sơ thôi á. Nếu chúng ta đi sâu chi tiết nữa là không phải vậy đâu. Nói vậy mà không phải vậy. Thì tính hạnh nguyện cái nào? Cái nào có trước, cái nào có sau? Ông nói tính là mới hành mới nguyện. Có ai trả lời khác không? Tôi nói hành rồi mới tính mới nguyện rồi sao? Tôi nói nguyện rồi mới hành mới tính rồi sao? Được không? Cái vòng tròn của tập nhân duyên, cái nào có trước? Nói có trước là trật, mà nói có sau là sai. Nó lại là cái vòng tròn, rồi số 1 với số 12, cái nào có trước? Không thể nói được. Nó là cái vòng tròn, không có trước sau được hết. Thành ra mỗi vị đối với pháp môn tịnh độ khác nhau. Tôi không tin tịnh độ, nhưng mà ông bạn tôi tin. Rủ đi chùa mày ơi, vô Phật thất niệm Phật. Thì tôi cũng amen thôi, người ta A Di Đà Phật thì tôi cũng A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà tôi không có niềm tin, vì nể bạn tôi phải đi. Thì cái này là tôi đi vào cái hành trước. Phải giờ không? Thời gian cái tôi thấy nó hay. Tôi niệm riết cái nó nhất niệm, tôi càng ngày càng thông minh. Thì tôi thấy cái pháp môn tịnh độ được á, tôi vô bắt đầu mình tin rồi mình phát nguyện. Thì cái này tôi đi vào cái hành trước. Phải vậy không? Còn bây giờ có người đau khổ quá, rồi nghe bạn mình nói mày đau khổ mày phải có niềm tin Phật A Di Đà, thì cái đau khổ mày mới hết. Thì tôi cũng làm thử, tôi đặt cái niềm tin, tôi vái lại Phật A Di Đà giúp đỡ con, cho con hết bệnh. Vì sao tôi niệm Phật cái hết bệnh? Cái này không phải A Di Đà độ, mà chính tôi độ tôi. Vì cái tha lực A Di Đà. Ôi tôi thấy đúng rồi, bây giờ mình đi vào pháp mình độ mình niệm Phật. Thì cái này tôi đi vào cái niềm tin trước. Phải không?
Còn bây giờ tôi đau khổ quá, cuộc đời nó khổ quá, tôi muốn cầu về một cái thế giới nào mà sung sướng, không có sự đau khổ, có tám khổ, không có sanh già bệnh chết nữa. Thì ông bạn tôi nói mày thế giới cực lạc không có tám khổ mày. Thấy không? Rồi đó tôi ở giảng, tôi rành rồi tôi phát nguyện vào cái sanh vậy đó. Rồi giờ phát nguyện thì sao? Phải thực hành, phải niệm Phật, phải không? Vậy là phải tôi đi vào cái nguyện trước không? Đâu có thể kết luận được, tùy theo mỗi người. Rồi bây giờ tới câu số 7. Với ông với bà tu tịnh độ có chắc chắn có bảo đảm giảng sanh không? Câu này căng á. Tôi mới để là câu số 7. Nó khó nhất, nhưng mà đối tôi cũng tuốt lướt rồi. Giờ mấy ông trả lời sao nè? Đi Phật tất để làm gì? Nếu tu cầu giảng sanh về thế giới cực lạc của Phật cái gì đó, chắc chắn không? Bảo đảm giảng sanh không? Thì ông bà trả lời sao? Bây giờ tôi hỏi ha, người nào chắc chắn bảo đảm giảng sanh tôi hỏi. Rồi tới chừng chết rồi không có tỉnh táo, không có xá lợi, cứng như khúc củi, tức là cái triệu chứng không giảng sanh, thì có phạm giới nói dối không? Người Phật tử là giới thứ tư là không nói dối, phải vậy không? Như vậy là có phạm giới nói dối không? Mình nói mình chắc chắn giảng sanh, bây giờ không giảng sanh, phạm không? Người ta hỏi mình trả lời sao? Nếu cô nói là cô giảng sanh rồi, bây giờ không giảng sanh, còn mấy khúc xương không, không có xá lợi, không có gì hết đó, vậy mình trả lời sao nè? Trả lời lại. Bảo đảm giảng sanh không? Chắc chắn giảng sanh không? Còn Quynh kia nãy thì nói là đưa tay là không bảo đảm, không chắc chắn giảng sanh. Thì chắc chắn là không bao giờ giảng sanh. Tôi trả lời thẳng vậy đó. Còn bây giờ mình trả lời mình bảo đảm giảng sanh, rồi rủi ro không giảng sanh mình sao đấy? Có phạm tội nói dối không? Đây là cái thế gọng kềm á. Nó khó lắm. Biết bao nhiêu Phật tử bị cái đó lại hỏi tôi. Tôi nói cái đó cô phải trả lời, sao lại hỏi tôi? Nói, trời, cô con bí mà hỏi sư, sư có biểu tụi con trả lời. Biết cái gì đâu trả lời, không biết mới hỏi sư. Tôi nói cái này cô phải trả lời là cô giảng sanh hay không là do cô đó. Nói, tụi con kẹt quá sư, tụi nó nói không biết có giảng sanh hay không. Thì sư nói vậy là không bao giờ giảng sanh. Còn tụi con nói chắc chắn bảo đảm 101% giảng sanh. Thì nếu không sanh sanh tụi con có tạm tội nói dối không? Tôi cái thí dụ tôi hay, tôi thường cho thí dụ là nó sáng tỏ, tôi không có giảng thẳng. Bây giờ tôi nói sơ một cái để ví dụ hiểu thôi. Là quý vị là 10 học sinh học bài để đi thi. Rồi tôi hỏi giờ anh làm cái gì, nói tôi học bài để tôi thi năm nay. Anh có, cô có chắc chắn bảo đảm giảng sanh không? Tôi bắt chắn bảo đảm thi đậu không? Trả lời sao đây? Tôi không biết có thi đậu không, rớt liền lập tức. Mình không tin mình, tịnh độ nó tối kỵ cái niềm tin, còn nghi đó là không giảng sanh. Rồi bây giờ cô nói cô chắc chắn là thi đậu, bây giờ coi cái bảng vàng mà lưu tên cô lọt sổ rất có, thì cô nghĩ sao đây? Cô có phạm tội nói dối không? Thành ra cái gì không nắm vững được cái nói dối là cái gì nữa. Thành ra có nhiều người sợ giới mà sợ vấn đề nói dối. Nói dối có gì đâu mà sợ. Đâu phải nói dối giảng cách thức là mình nói ra rồi nó thực hành nó không có là phạm, không có cái vụ đó. Phạm giới nói dối hay không là do ở đâu? Do cái miệng mình à? Do ở cái tâm. Cái gì nên nhớ là cái gì không nắm cái tâm. Cái gì cái trả lời là tôi chắc chắn là đầu thi rớt cái nói là nói dối. Còn quý vị muốn không nói dối thì phải làm sao? Về thực hành ráng dùi mài kinh sử, dùi tới lũng cái lỗ quần ở trên bàn ghế ngồi. Thấy không? Như vậy là mình tha thiết không? Mà bây giờ tới trường thi nó rớt còn sao? Sườn dư ta nói học tài là thiên hạnh, phải không? Có khi mà trúng tủ học một cái là 50 bài học hết 48 bài, còn 2 bài không học cho ngay cái đó rớt. Còn kia nó tối ngày nó làm biến học có 2 bài cho ngay 2 bài nó đậu. Có không?
Có vậy là nó đậu là phải tại vì nó có tài không? Còn mình rớt là tại vì mình nói dối không? Đâu có thể kết luận nói dối được. Thì tao mới hỏi tại sao mà cô rớt? Cô có phạm giới nói dối không? Cái này là ngoài ý muốn tôi. Có những việc nào mà cũng phải theo ý muốn được không? Không chắc. Chỉ có thánh nhân mới được. Còn tôi nhất định thành công mà nó thất bại. Thất bại thì sao? Thua kéo này gầy kéo khác, té rồi ngồi dậy nữa. Thì một lần không đậu thì chín lần đậu không? Thì phải đậu thôi. Tất cả đều do mình. Tôi nói dối là khi nào tôi nói với ông bà là tôi chắc chắn là thi đậu, mà về nhà tôi ăn, tôi ngủ, tôi chơi không. Nói dối. Còn tôi về tôi gắn dùi mài kinh sử, thức sớm dậy, thức khuya dậy sớm để học bài vở. Mà tới chừng thi rớt thì cái ngoài ý muốn của tôi. Mấy ông mấy bà chắc chắn làm cái gì cũng được ý muốn thì sao là được vậy không? Ham muốn mà không được khổ. Mình có sự ham muốn tha thiết rồi có gì đâu phải khổ. Giờ hiểu được không? Có phạm tội nói dối không? Nếu nói dối là cả thế gian này đều nói dối hết. Nói dối và phạm tội là do ở cái tâm, chứ không phải do ở hình tướng. Một người mà bất kính Phật rồi, bây giờ lại tới xói đầu cũng bất kính. Còn một người thành kính Phật rồi, khỏi cần lại cũng là thành kính nữa. Bây giờ thí dụ mấy ông bà về đi xe chặt chân đi, té nó xưng dụ. Bây giờ lợi niệm Phật mà không có lại Phật, có bất kính không? Tôi vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Bây giờ cái chân tôi què làm sao bị tôi lại được? Thành ra cái gì cũng ở cái tâm. Tôi nói nãy giờ mà ê, tôi trớ một cái là quy rất lớn à. Tôi là nắm cái tâm, nói cái gì tôi cũng nắm cái đó, tôi trả lời được hết. Nó sáng tỏ mà nó êm xuôi nữa. Nhưng mà do cái sự sáng tạo, cái linh động của mỗi người, tôi nắm được cái tâm rồi. Bây giờ quý vị hỏi 1000 câu tôi đều trả lời được hết. Bây giờ để quý vị 15 phút quý vị hỏi. Ai có hỏi gì thì cứ hỏi. Ai hỏi tôi trả lời ạ. Còn tôi hỏi quý vị trả lời ạ. Chứ đừng có khôn quá bắt tôi nói một mình không được. Nãy giờ tôi đọc diễn đó. Niệm Phật mà còn trì kinh trì chú nữa là tạp niệm phải không? Pháp hội cho anh Tràng phát tay. Đồng ý với thầy đó không? Với ông đó không? Niệm Phật còn trì tụng kinh trì chú nữa là tạp niệm. Đồng ý không? Nam Mô A Di Đà Phật, bạch sư niệm Phật trì chú và đọc kinh không có phải là tạp niệm, không được vãng sanh. Mà nếu mà ba pháp môn đó mà ta đều nhất tâm hết thì cũng vẫn được vãng sanh như thường. Nam Mô A Di Đà Phật. Vỗ cho anh Tràng vỗ tay đi. Câu này có nắm được cái ý rồi đó. Thì câu này đúng là ông phải tự trả lời lấy. Nãy giờ tôi trả lời rồi. Nếu mà cô không trả lời thì tôi nói tôi trả lời rồi. Anh nhất tâm rồi, giờ niệm 10 thứ cũng nhất tâm nữa. Còn bây giờ nếu mà tạp niệm thì càng nhiều thì sao? Càng tạp dữ nữa. Cô phải nói cái chỗ đó một chút là nếu mà mình đang tạp niệm thì nên làm một thứ thôi. Làm 3 thứ nó còn tạp dữ nữa. Thành ra người sơ cơ phải được tu 1 cái thôi. Nhất nghệ tinh là nhất thanh vinh, là 1 cái là cái thân mình nó dễ nhất niệm hơn. Thành ra câu này người ta hỏi tôi rất nhiều. Niệm Phật rồi cần chú Đại Bi Hương Sư, cần phải niệm Phổ Hiền Hương Sư. Tôi nói phải niệm trì chú như niệm Phổ Hiền thì nó vãng sanh, còn không có là không vãng sanh, cũng chết nữa. Tôi nói Phổ Hiền, Quan Âm cái gì cũng không vãng sanh hết á. Mà cái nào cũng vãng sanh hết á. Mà nếu người mà tạp niệm thì nên 1 cái 1 thôi. Còn người đã nhất niệm 10 cái cũng được. Mà nhất niệm là gì á, có đó là có nữa. Rồi để khi khác. Bây giờ ông đồng ý không? Đại khái là như vậy. Tức là phải nắm cái cho tôi giảng. Cái nhất niệm là chánh, còn làm gì làm nó là cũng phụ thôi. Thôi bây giờ không ai hỏi gì nữa thì tôi qua cái chuyện trả bài.
tôi không tha quý vị đâu. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi từ mẫu giáo, tức là câu hỏi thứ nhất: niệm Phật A Di Đà để làm cái gì, mục đích để làm cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bậc thầy, niệm Phật để cầu được giảng sanh. Giảng sanh đi đâu? Cực về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tại sao cõi này cô không ở? Dạ ở đây là khổ lắm ha thầy. Tại vì nó có tới 8 khổ lần. Đâu cô kể 8 khổ tôi nghe coi. Dạ đó là sanh lão bệnh tử. Kể từ từ đếm rồi đang quan cái đồ ăn gián túi. Một là sanh. Một là sanh, hai là lão, ba là bệnh, bốn là tử, rồi năm là cầu không được như ý muốn cũng khổ, rồi xa lìa người thân cũng khổ, rồi thứ bảy cái cũng như cầu không được như ý muốn cũng khổ, rồi thứ tám. Thứ tám là ngũ quẩn này quá lắm khổ. Ngũ quẩn là cái gì? Dạ là năm thứ. Ngũ quẩn là muốn sao? là sắc thanh hương vị xúc pháp. À không phải. Cái đó là ngũ vị. Ngũ tài sắc danh thực thị. Không phải. Cái đó là ngũ ngũ dục. Trời đất ơi, cô nói hay quá mà cô không biết ngũ quẩn là cái gì. Là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là cái gì? Tôi chết. Dạ dạ khi không mà quên mày. Thôi được rồi, quý vị cho tròn bó tay hay lắm rồi đó. Tôi dí hồi chắc cô rung rồi, cô rớt cái micro. Cô hay mà hay phân nữa mới có 70-80%, còn thiếu 20-30%, về kháng 20-30% nữa thì giảng sanh dễ dàng. Bây giờ ai trả lời được nữa nè? Mình tại sao mình cầu giảng sanh về xứ lý cực lạc của Phật Di Đà? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thưa sư cùng với đại chúng, con lần đầu tiên xuất hiện ở đạo tràng này, con rất là rung động vì con chưa được học pháp của sư mà con chỉ nghe đĩa qua thôi. Thôi thì con biết đến đâu con cứ trả lời, rồi sư hoan hỷ chỉ dạy cho con cũng như là chư huynh đệ giúp con hiểu được vấn đề này. Con trả lời cái câu mà ngũ uẩn ạ, tức là 8 cái khổ thì bạn con đã trả lời rồi. Còn con nói về cái ngũ uẩn thì 8 khổ cô phải đếm từ 1 tới 8 như con đang nói đúng được. 8 cái khổ tức là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ. Và đếm đàng hoàng chứ được, con nhảy với tôi là nghiệp tôi. Một là sanh, hai là một là sanh khổ, hai là bệnh già khổ, ba là bệnh khổ, bốn là chết khổ, năm là cầu bất đắc khổ, sáu là thương yêu chia lìa khổ, bảy là không ưa nhau mà cứ phải gặp nhau là khổ, và cái khổ thứ tám nữa là ngũ uẩn, năm ấm trong cơ thể, tức là cái xác thân này nó không hòa hợp, đất nước lửa gió nó không có hòa hợp thì nó sanh ra là mình cũng khổ, tức là ngũ ấm lưỡi lừng. Thì con xin trả lời câu đó. Thì đến cái phần ngũ uẩn, tức là cái sắc á, thì là cô nói cho đơn giản lại. Nào, ngũ quẩn là gì? Sắc là thọ, cô kể 5 cái. Vâng, sắc, thọ, sắc là 1, thọ là 2, tưởng là 3, hành là 3, tưởng là 4 và thức là 5. Không có hành sao? Có, hành là thứ 3 rồi ạ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thức là, hành là thứ 4 ạ. Bây giờ cô cho tôi biết sắc với thọ với tưởng khác nhau sao? Sắc là những cái pháp mà có hình có tướng thì gọi là sắc ạ. Rồi thọ. Thọ là cái cảm giác vui buồn. Rồi sắc với thọ khác nhau sao? Sắc là, thôi con lấy ví dụ như thế này.
Dạ. Ông lấy ngay cho cô à, ngay xác thân cô đó. Con nghe qua cái đĩa của sư thì con cứ nói cái vấn đề về cái này, tức là sau là sư giảng thêm cho con thì con sẽ hiểu thêm. Tức là một hôm mà con đang nghe cái đĩa của sư giảng về ngũ uẩn thì Diệu Thái có gọi về Vũng Tàu cho con là Diệu Nhân ơi, à, kỳ khóa tu Phật thất này là sư không có giảng pháp. Thế thì khi mà con nghe điện thoại thì con cái lúc đó là con chỉ biết nghe thôi ạ. Đó là sắc. Vâng, thì sau đó thì khi mà cái thần cái tiếng âm thanh là sắc đó của Diệu Thái nói đến tai con, và cái màng nhĩ của con, cái thần kinh màng nhĩ của con nó tiếp nhận được thì nó đưa lên óc, thì lúc đó là con cảm thấy là hơi buồn một chút, bởi vì mình đường xá xa xôi như thế lên chỉ vì nghe pháp của sư mà kỳ này sư bệnh không giảng pháp, con hơi buồn một chút. Đó là cái cảm giác của thọ. Tưởng là khi mà cái dây thần kinh óc nó mượn cái rung động của cái dây thần kinh ở màng nhĩ đưa lên, thì con có một cái suy nghĩ là bây giờ mình có nên đi hay không. Rồi sau đó thì con nghĩ rằng trong cái đời học tu của mình có thể mình không gặp được sư để nghe giảng pháp, nhưng mà mình sẽ đi, quyết định đi là lên để mượn tài liệu rồi xin băng đĩa của chư huynh đệ. Thì đó là tưởng là hành à rồi thức không, con mới nói đến nó thì chưa phải là hành, vì hành là con quyết định con đi thì mới gọi là hành được đó. Thì con trong cái ý thức của con là con quyết định, là suy nghĩ đắn đo là con sẽ đi, dù sư không giảng con cũng đi, con đi để con lên con xin tài liệu đĩa rồi các thứ. Thế khi mà con đã quyết định con đi rồi thì cái thân con tự là phải, cái óc nó chỉ đạo cái chân con đứng dậy sạm đồ rồi đi mua cái này cái kia, ví dụ là thế, thì là con đứng dậy con đi chuẩn bị đồ để con đi, quyết định là sáng mai là con đi sớm. Đó là hành. Còn thức là cuối cùng con nghĩ rằng con lên thôi thì dù rằng sư bệnh thì không giảng được, mình cũng không lấy làm buồn, mà mình sẽ lên mình mua một cái gì đấy mình cúng dường, hoặc là sư xây chùa thì mình có thể là mình cúng dường rồi mình thưa thỉnh với sư rồi thăm hỏi sư xem là sức khỏe của sư như thế nào. Đó là cái ý của con trong cái quá trình mà con mới nghe thoáng thoáng được cái bài ngũ uẩn của sư, thì hắn có những cái diễn biến như thế, con không biết là có đúng hay không vì con không được học như các chư huynh đệ ở đây. Bây giờ vị nào trả lời nữa nè? Ông trả lời tôi chỉ à? Cái gì thụ động quá rồi làm sao mà tiến được? Mình phải can đảm mình trả bài cho nó mới quân tộc ai lại gia mình. Thì cô đó là một ngày một tiếng á, cô trả lời vậy là ai lại gia cô khá lắm. Bây giờ tôi trả bài ha, trả lời ha, rồi quý vị lập lại cái bài trả lời của tôi, chịu không? Trả lời nó ngắn gọn mà nó rõ ràng nữa, chứ quý vị làm nó lòng thông quá đi, lòng thông lĩnh thỉnh quá. Bây giờ tôi tóm cho ngắn gọn rồi quý vị trả theo cái ngắn gọn của tôi mà nó rõ ràng sáng tỏ, chịu không? Chịu là phải trả bài á, chứ không phải tôi nói là thôi, quý vị lập lời nói của tôi heo. Thì cõi đời này nó có tám khổ, thì Đức Phật Thích Ca giảng đó, một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là thương yêu xa lìa, sáu là bảy là muốn mà gặp gỡ nhau thì khổ, tám là tiến trình của năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức, quá lắm nó khổ. Tôi tiếng Việt, tôi nói Việt, tôi không có chữ Hán, tôi không mới đành chữ Hán, tôi một bụng chữ Tàu mà tôi không có thích nói tiếng Hán. Mình Việt mà nói tiếng Việt nó dễ hiểu. Sanh lão bệnh tử gì thì sanh già bệnh chết thì khỏe rồi, heo. Rồi quán tằng hội gì, ái biệt ly gì tùm lum, thì thương yêu xa lìa mà thù ghét gặp gỡ cho nó rộn, ai cũng hiểu rồi, bây giờ trầu cũng hiểu được. Nó là tiếng bình dân mà, heo, ta dùng tiếng bình dân cho nó khỏe. Thì bây giờ tiến trình của năm quẩn, một là sắc, hai là thọ, ba là tưởng, bốn là năm là thức. Sắc là sắc thân của mình, gồm có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái ốc.
phải không? Trong người quý vị tôi đâu có nói trên trời dưới đất gì đâu, tôi nói nó gọn vậy à, thấy không? Thì sắc thân này nó gồm có sáu phần, sáu phần này gom lại thì kêu là sắc quẩn, nằm ở trong sắc thân này thì nó phải tiếp xúc với bên ngoài, thấy không? Rồi sắc thì tiếp xúc bên ngoài, con mắt thì thấy, tai thì có khi nào tai thấy không? Tai nó nghe âm thanh, mũi thì mũi mười, chứ mũi có khi nào nói không? Rồi cái lưỡi thì nói, cái thân thì xúc chạm, còn cái đầu óc này để chủ tư tưởng. Đó thì sắc tức là sắc thân, gồm có sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân óc. Còn thọ là khi mà con mắt nó tiếp xúc với sự vật thì nó sanh ra ba cái cảm giác. Quý vị có để ý không? Một là dễ chịu thì thường kêu trong kinh kêu là lạc thọ. Hai là khó chịu thì kêu là gì? Khổ thọ. Ba là bất lạc bất khổ, tức là không khó mà cũng không dễ chịu. Quý vị có trạng thái đó không? Có không? Có hàng ngày mà không để ý. Một cái đám tang đi ngang, quý vị dòm ra biết là đám ma. Quý vị có buồn không? Buồn không? Quý vị có vui không? Có biết ai đâu mà vui buồn, thấy không? Bây giờ có một Phật tử chạy vô, trời ơi, cái đám ma của người bạn chí cốt mình hôm qua ở đây nghe pháp, bữa nay chết rồi, thì giờ vui hay buồn? Buồn. Giờ nãy là bất lạc bất khổ thọ dững dưng, phải không? Bây giờ bất lạc bất khổ thọ biến thành khổ thọ. Bây giờ có một người chạy vô nói không phải, cái thằng này hôm qua vô mà niệm Phật nó quậy ở trong này, thấy không? Mình với sư cô đuổi nó ra mà nó còn ham đánh mình, nó còn ham đốt chùa nữa, bữa nay nó chết rồi. Thì mình sao? Buồn hay vui? Vui. Vui đây là lạc, lạc thọ. Cái cuộc sống mình có hoài, một là vui, hai là buồn, qua là không vui không buồn. Giờ hiểu được chưa? Đây là tôi kể một thí dụ trong hàng tỷ tỷ thí dụ trong cuộc sống mình. Tôi nói thực tế không có nói xa. Bây giờ cái thứ ba, thì cái thứ nhất là sắc thân là sắc quẩn. Cái thứ hai là cảm giác vui buồn, không vui không bàn là thọ quẩn, cũng sắc thân này. Đây tôi chưa nói sâu ạ, nói sơ bị từ giờ nó không có. Thọ quẩn nó nằm ở đâu nữa thì nó khó. Còn cái thứ ba là tưởng quẩn, tức là cái sự phân biệt. Nghe người bạn mà nói thì cái này nó là ai? Nó là người bạn chí cốt, nó là người trong này mình bực nhất. Thì cái sự mà phát ra đó là kêu là tưởng. Tưởng là sự phân biệt tốt xấu, phải quấy dinh nhục lời hại thiện khi khen chê. Do cái này đó thành ra mới có sự phân biệt rõ ràng. Nghe người ta nói rồi phải biết. Mà biết là do cái gì? Là do tư tưởng. Mà tư tưởng muốn là phải nhớ lại, phải không? Nhớ lại ở đâu? Nhớ lại hôm qua. Hôm qua cái thằng này nó vô nó quậy thì nó nằm trong A-la-gia mình. Còn hôm qua cái cô này ở trong Phật thất gặp mình, trả bài rất, rất hay, tất cả đều thương yêu cô. Cô sống rất là hòa chúng, bữa nay cô chết thì nằm ở đâu? Cũng trong linh hồn. Thì bây giờ cái hành quẩn là cái nghiệp đó. Hành quẩn là nghiệp nha. Nó mới moi ở trong A-la-gia, nó cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng mới trả lời. Thì cái moi ở trong cái nghiệp đó tức là hành quẩn. Mà cái kho chứa kinh nghiệm, kiến thức, ký ức cái đó là gì? Cái đó là thức quẩn, tức là linh hồn của chúng ta. Thức quẩn là linh hồn, còn hành quẩn là nghiệp. Vậy khi chết rồi còn lại cái gì? Sắc thân còn không? Không. Cảm giác còn không? Tư tưởng còn không? Cái óc mất rồi. Còn cái ý chí, cái nghiệp còn không? Còn không? Còn. Nó là luân hồi sanh tử là do nó. Thì chỉ còn cái hành quẩn là nghiệp, với cái linh hồn còn hay mất? Cái linh hồn mất là không còn cái gì hết. Tất cả những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội, phước, học hỏi nằm ở trong linh hồn.
kiếp soi nó mở, cái nghiệp nó moi ra để nó tạo cái xác thân mới. Giờ hãy thành cái đuổi luân hồi của mình không? Chắc chưa lắm, bữa nào tôi gặp tôi giảng lại. Biết cái luân hồi sanh tử của mình, nắm được cái linh hồn, nắm được cái ý chí là con đường giải thoát nằm ở trong tay mình. Thì cái đó phải tu dữ lắm á. Tôi giảng cho tôi cũng chưa nắm rành. Cái thực hành nó khó lắm. Vì cái tập khí mình, cái ghiền của mình nó cứ che hoài. Thì thôi vậy là tạm hiểu ha. Giờ ai trả lời được nè? Thì tôi kêu ạ. Tôi mệt quá rồi, tôi lập lời muốn khô cổ rồi. Giờ tới quý vị, nãy cô nào đưa tay đó, lập lời được không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư, con pháp danh là Diễm Ngọc. Con xin trả lời câu hỏi của sư. Sư hỏi có mấy khổ thì một là sanh khổ, hai là già khổ, ba là bệnh khổ, bốn là chết khổ, năm là thương yêu xa lìa khổ, sáu là thù ghét gặp gỡ khổ, bảy là ham muốn không được khổ, tám là do thân ngũ quẩn quá lắm khổ. Ngũ quẩn gồm có sắc quẩn, thọ quẩn, hành quẩn, tưởng quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Sắc quẩn thì chưa có cái biết, thọ quẩn chưa có cái biết mà chưa có phân biệt, tưởng quẩn là có cái biết mà có sự phân biệt, hành quẩn là có cái biết có phân biệt, hành động quyết định tạo nghiệp, còn thức quẩn là kho chứa những kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, tội và phước. Tôi tới đây tạm nhé, giảng hoài không hết đâu. Quý vị về suy nghĩ lấy. Vậy trước khi dứt lời một lần nữa, tôi tính toán mà hết giờ rồi. Cầu chúc cho pháp hội chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.